Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 8 giờ tối ngày 1 tháng 7 giờ thủ đô Washington, tức 7 giờ sáng ở Việt Nam ngày 2 tháng 7. Trà My kính chào quý vị. Tù chính trị bị chuyển trại sau cuộc nổi loạn ở trại giam Xuân Lộc. Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Trung Quốc đồng ý đàm phán về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Một cuộc nổi loạn hiếm thấy xảy ra sáng ngày 30 tháng 6 tại trại giam Xuân Lộc Z30A thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an ở Đồng Nai để phản đối điều kiện giam giữ khắc nghiệt và ngược đãi tù nhân. Các tù nhân phân trại 1 đã kéo vào nhà ăn, dùng dụng cụ nhà bếp làm hung khí, đập phá trại giam, cô lập phân trại và bắt giám thị làm con tin để đòi cải thiện điều kiện ăn ở trong tù. Báo chí nhà nước nói vụ bạo loạn đã nhanh chóng được trấn dẹp sau khi Tổng cục 8, tức Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp điều động lực lượng đến can thiệp và những người gây rối sẽ bị xử lý nghiêm. Theo tin chúng tôi ghi nhận, một số tù nhân chính trị tại đây đã ngay lập tức bị chuyển trại sau vụ bạo động. Trong số các tù nhân chính trị bị giam giữ ở Xuân Lộc, có nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức bị tuyên án 16 năm tù hồi năm 2009 với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, và nhạc sĩ Việt Khang, người lãnh án 4 năm tù hồi năm ngoái vì sáng tác các ca khúc bị Hà Nội coi là tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi được tin về vụ nổi loạn, người nhà ông Thức tức tốc đến trại hỏi thăm tình hình và được thông báo là ông tối ngày 30 tháng 6 đã bị chuyển qua trại Xuyên Mộc, cũng ở Đồng Nai, cùng với 4 tù nhân chính trị khác, gồm Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Cường và Huỳnh Ngọc Trí. Trong số các tù nhân chính trị vẫn còn ở lại trại Xuân Lộc có nhạc sĩ Việt Khang. Trao đổi với chúng tôi tối ngày 1 tháng 7, trên đường đi thăm ông Thức từ trại Xuyên Mộc về, em trai ông Thức Trần Huỳnh Duy Tân cho biết. Tôi có nói chuyện với anh Thức thì anh nói là cái này là do những tù nhân thường phạm khác á, chứ không phải là những cái người tù chính trị như ảnh gây ra cái bạo loạn này. Ảnh nói là cái sự bạo loạn thì cũng rất là dữ dội, có dao, có cái hung khí này kia cũng nhiều lắm. Cái lúc đó thì những cái anh em mà tù chính trị như anh Thức á, thì ở trong một cái nhóm ở trong này, thì mấy cái người đó, mấy người thường phạm họ mới xông vào, họ mới nói mấy anh em đó là mấy anh là tù chính trị, mấy anh có kiến thức, mấy anh có cái hiểu biết thì anh ra thương lượng nói với lại mấy cái người công an đó đi. Thì anh Thức anh chỉ nói được tới đó thôi, cái quản giáo ở bên trại giam Xuân Lộc họ không cho nói nữa. Ông Tân cho hay khi tiếp xúc với trại giam Xuân Lộc, gia đình có hỏi lý do ông Thức bị chuyển trại, nhưng giới hữu trách từ chối giải thích. Em trai ông Thức nói điều kiện ăn uống trong trại giam rất kém và ông Thức trông rất mệt mỏi, tiêu tụy đi rất nhiều so với những lần thăm gặp trước. Chế độ ăn uống hay là đối xử đó cũng không có tốt đâu. Phần lớn là trong cái suốt thời gian anh Thức anh ở đó, nhờ cái thực phẩm gia đình tiếp tế mà mới có thể duy trì bình thường tương đối được. Còn bây giờ trong cái điều kiện mà ăn uống đó cũng rất là thiếu thốn, nếu mà không có được cái sự tiếp tiền của gia đình á thì tôi nghĩ là sẽ rất là gây go cho cái sức khỏe của mấy anh ở trong đó. Mà anh nói là cả ngày hôm qua và tới trưa ngày hôm nay thì anh mới được ăn phát được phần cơm với lại canh không thôi, cơm trắng với lại canh không thôi chứ cũng không có gì cả. Gần như là hai ngày hôm nay anh chưa có ăn được cái gì hết và anh cũng rất là mệt. Theo tố cáo của các tù nhân, ngoài việc cắt xén bữa ăn của tù nhân, bán lại thức ăn cho họ với giá cao gấp nhiều lần, giới hữu trách trại giam còn hành hạ, đánh đập tù nhân trong trại. Vụ bạo loạn tập thể của tù nhân trại giam Xuân Lộc xảy ra không bao lâu sau cuộc tuyệt thực kéo dài 25 ngày của tù nhân bất đồng chính kiến, cụ Huy Hà Vũ, để phản đối các hành vi ngược đãi và phạm pháp của giới hữu trách tại trại giam số 5, phân trại 3, Yên Định, Thanh Hóa. Tiến sĩ luật Hà Vũ đang thọ án 7 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động kêu gọi đa đảng dân chủ tại Việt Nam. Cuộc tuyệt thực của ông bắt đầu từ hôm 27 tháng 5 đã gây nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ với hàng loạt các cuộc tuyệt thực cá nhân và tập thể cả trong lẫn ngoài nước, phản đối các điều kiện cư xử khắc nghiệt với tù nhân tại Việt Nam, vốn là một trong những điểm bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế lưu ý về thành tích nhân quyền của chính phủ Hà Nội. Việt Nam báo cáo ca tử vong thứ 11 vì cúm heo. Một người đàn ông 58 tuổi ở tỉnh Hậu Giang đã trở thành người thứ 11 tử vong vì cúm AH1N1, thường được gọi là cúm heo, trong năm nay ở Việt Nam. Ông Lý Văn Thành, người huyện Long Mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Quân y 121 ở Cần Thơ, nơi ông qua đời vào ngày 27 tháng 6. Viện Pasteur TP.HCM đã tiến hành xét nghiệm pháp y và xác nhận ông bị nhiễm chủng AH1N1 của cúm heo.
Trong khi đó, chính quyền tỉnh Cà Mau cũng ở đồng bằng sông Cửu Long báo cáo 3 người gần đây xét nghiệm dương tính với virus H1N1. Hơn 11.000 người ở Việt Nam đã bị nhiễm cúm H1N1 kể từ khi dịch bệnh này bùng phát trên toàn thế giới hồi năm 2009. 70 người đã tử vong tính tới năm 2011 trước khi dịch cúm này bớt lây lan vào năm ngoái. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington giữ vững cam kết bảo đảm hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại Đông Nam Á và thắt chặt mối quan hệ với khu vực. Phát biểu tại hội nghị cấp bộ trưởng giữa các nước ASEAN với Mỹ ở Brunei hôm 1 tháng 7, ông John Kerry nhắc lại quan điểm của Washington rằng Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật quốc tế, quyền tự do hàng hải và thương mại hợp pháp không bị cản trở tại Biển Đông. Ông Kerry bày tỏ sự hậu thuẫn đối với Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông trong việc giải quyết các tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau của các nước tại vùng biển giàu tài nguyên, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của văn kiện này giúp duy trì ổn định khu vực. Ngoại trưởng Kerry nói, Hoa Kỳ hy vọng nhìn thấy tiến bộ tức thì trong các nỗ lực giữa các nước ASEAN với Trung Quốc tiến tới một bộ quy tắc hành xử mang tính ràng buộc pháp lý để giải tỏa các căng thẳng. Bác bỏ những nghi ngại cho rằng công cuộc tái cân bằng chính sách ngoại giao của Washington hướng về châu Á có thể đang bị yếu đi vì cắt giảm ngân sách. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định chính sách đó không chỉ được tiếp tục mà hy vọng còn được tăng cường. Ông Kerry nói, ông tin là một phần quan trọng của lịch sử thế kỷ 21 sẽ được viết lên tại châu Á mà phần lớn là tại Đông Nam Á. Và đó cũng là lý do mà nước Mỹ cho rằng mối quan hệ với các nước ASEAN có tầm quan trọng cao nhất. Ông Kerry hứa Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây dựng sự hiện diện tích cực và lâu bền ở Đông Nam Á trong nhiều phương diện. Và một trong những phương cách quan trọng nhất là thông qua đối tác với khối ASEAN. Đặc biệt, vẫn theo lời Ngoại trưởng Kerry, Mỹ tập trung vào hai vấn đề quan tâm là an ninh mạng và an ninh hàng hải. Trung Quốc ngày 30 tháng 6 đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán chính thức với các nước Đông Nam Á về bộ quy tắc ứng xử trong kế hoạch xoa dịu các căng thẳng tranh chấp ở Biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng nhiệm Thái Lan Surapong Tovichachaikul loan báo tin này tại cuộc họp báo chung ở Brunei sau cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á. Ông Vương nói, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với ASEAN và dỡ bỏ bất kỳ trở ngại hay sự can thiệp nào trong hợp tác đôi bên về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, COC. Cho tới nay, Trung Quốc vẫn rất thận trọng trong việc nhất trí về một bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý. Ngoại trưởng Trung Quốc nói, tranh chấp Biển Đông không phải là vấn đề giữa Bắc Kinh với các nước ASEAN, cho nên không thể ảnh hưởng tới các mối quan hệ rộng hơn giữa đôi bên, mà ông mô tả là đang ở bước ngoặt lịch sử, với nhiều cơ hội phát triển quan trọng phía trước. Ông Vương Nghị nói thêm rằng Trung Quốc sẽ giải quyết các khác biệt cụ thể với các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông thông qua ngoại giao. Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á và Trung Quốc cũng ra tuyên bố chung cam kết tiến tới việc chung quyết một bộ quy tắc COC trên cơ sở đồng thuận. Vào tháng 9 năm nay, Trung Quốc sẽ chủ trì cuộc họp của các giới chức cao cấp của các bên để chính thức thảo luận về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Theo dự kiến, các bên cũng sẽ thành lập một nhóm bao gồm các chuyên gia và những nhân vật có tiếng để hỗ trợ cho tiến trình này. Trước thềm hội nghị Ấn Độ-ASEAN, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid hôm 1 tháng 7 tuyên bố Ấn sẽ từ chối bất kỳ hình thức sử dụng võ lực nào ở Biển Đông, nơi một số nước ASEAN đang vướng vào tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Ông Khurshid cho biết như vậy khi trả lời một câu hỏi về lập trường của Ấn trước việc một số quốc gia ASEAN kêu gọi tự do hàng hải cho bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Ông Khurshid nói, bộ quy tắc là công tác vẫn đang tiến hành, nhưng trên nguyên tắc rộng lớn hơn, Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải trong vùng Biển Đông và từ chối sử dụng võ lực. Nhật Bản, Nam Triều Tiên đồng ý nối lại quan hệ sau căng thẳng. Hôm 1 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida và Bộ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên Yoon Byung-se đồng ý hợp tác chặt chẽ trong việc phát triển quan hệ song phương. Quan hệ hai nước đã trở nên căng thẳng vì nhận thức về lịch sử thời chiến của Nhật và tranh chấp về một nhóm đảo nhỏ do Seoul quản lý, nhưng Tokyo tuyên bố chủ quyền trong vùng biển Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên sau 9 tháng, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước hội đàm. Ông Kishida cho biết ông và ông Yoon đã nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương mà họ khẳng định là rất quan trọng và mong muốn xây dựng lòng tin với nhau vì mục tiêu đó. Quan hệ giữa Nhật và Nam Triều Tiên xấu đi vào đầu năm nay sau khi thị trưởng thành phố Osaka có những phát biểu về những nhà thổ dành cho quân đội thời chiến. Seoul cũng giận dữ về việc Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói rằng định nghĩa xâm lược cần phải được sửa lại. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry loan báo Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc hoàn toàn nhất trí cho rằng Bắc Triều Tiên cần phải phi hạt nhân hóa. Tuyên bố hôm 1 tháng 7 sau cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ở Brunei, ông Kerry nói cách duy nhất để đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực là Bắc Triều Tiên phải tuân thủ các thỏa thuận trước các cuộc đàm phán sáu bên là sẽ phi hạt nhân hóa.
Trong những tuần vừa qua, Bắc Triều Tiên đã đề xuất tái khởi động các cuộc đàm phán đã bị đình trệ, mà cho tới năm 2008 vẫn mang lại cho đất nước nghèo khó nguồn viện trợ lương thực và năng lượng để đổi lại việc ngừng chương trình hạt nhân của nước này. Bình Nhưỡng đã chấm dứt đàm phán năm đó, khiến cho cộng đồng quốc tế lên tiếng chỉ trích khi thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân năm 2009 và một vụ thử nghiệm thứ hai hồi đầu năm nay. Hàng chục ngàn cư dân Hồng Kông ngày 1 tháng 7 tham gia cuộc tuần hành thường niên đòi dân chủ toàn diện nhân dịp kỷ niệm 16 năm chủ quyền của đặc khu này được chuyển giao cho Trung Quốc. Người biểu tình hô khẩu hiệu đòi nhà lãnh đạo thành phố không do dân cử là ông Leon Chong-jin phải từ chức và kêu gọi đảm bảo một cuộc bầu cử tự do công bằng với vị trí trưởng đặc khu vào năm 2017. Ông Leon nhậm chức ngày 1 tháng 7 năm ngoái sau khi được chọn bởi một ủy ban của Hồng Kông gồm đa phần những người trung thành với chính quyền và Bắc Kinh. Kể từ đó, uy tín của ông sụt giảm vì các vụ bê bối liên quan tới nội các và sự bất mãn của công chúng về số người Hoa đại lục tới đặc khu. Trung Quốc đã đồng ý để cho cư dân Hồng Kông trực tiếp bầu trưởng đặc khu khi hết thời hạn nắm quyền của ông Leon vào năm 2017. Đảng tái khởi động lò phản ứng hạt nhân nuclear reactor, một động thái khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố báo cáo hàng năm về nạn buôn người. Cả Nga và Trung Quốc đều bị đánh tụt hạng xuống nhóm nước thứ ba, là nhóm thấp nhất. Mời quý vị theo dõi qua video sau đây. Buôn người là một vấn nạn toàn thế giới. Ước tính khoảng 27 triệu người bị kẹt trong tình trạng nô lệ thời hiện đại này. Chỉ có một phần nhỏ trong số họ, khoảng 46 ngàn người, được xác định danh tính vào năm ngoái, theo lời Ngoại trưởng John Kerry. Không phải là đánh giá thấp vấn đề khi nói rằng chúng tôi đang nỗ lực giải quyết một vấn đề mà có lẽ hàng triệu người phải đương đầu từ rất lâu. Nhưng không may là vấn đề này vẫn tiếp diễn. Và tôi ghét phải nói rằng ở một số nơi nó còn phát triển và thách thức vẫn còn đó. Những nước mới bị xếp vào nhóm 3 là nhóm thấp nhất trong bản báo cáo về nạn buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ gồm có Trung Quốc, Uzbekistan và Nga. Bộ Ngoại giao nói cả thảy 21 nước trong tổng số 188 quốc gia không tuân thủ đầy đủ những tiêu chuẩn tối thiểu để giải quyết nạn buôn người và không nỗ lực đáng kể để làm như vậy. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp xúc với những chính phủ các nước về vấn đề này bởi vì chế độ nô lệ thời hiện đại ảnh hưởng đến mọi nước trên thế giới. Mỗi chính phủ có trách nhiệm đối phó với vấn đề đó và chưa có chính phủ nào làm đủ cả. Ông Kerry nói một nghiên cứu gần đây cho thấy khi bị xếp vào nhóm 3, khả năng các nước ra tay hành động tăng lên gấp đôi. Dù kêu gọi chú ý tới các vấn đề như buôn người và bóc lột sức lao động, Bộ Ngoại giao cũng công nhận 9 cá nhân vì những nỗ lực của họ để chống lại nạn buôn người và giúp đỡ các nạn nhân. Ông Mohammed Bassam al-Nasseri ở Iraq đã hối thúc nước ông thông qua luật chống buôn người. Cá nhân ông cũng giúp đỡ những công nhân xây dựng người Đông Âu bị đưa lậu sang và sau đó bị mắc kẹt ở Iraq. Imagine for a minute. Hãy tưởng tượng bạn nhận được một lời mời làm việc tốt, nhưng cuối cùng lại phải làm một việc hèn kém với mức lương rẻ mạt. Không có lương, bạn phải ăn bánh mì khô, không có nước sạch để uống hay tắm rửa. Ông nói điều này là thực tế phũ phàng đối với những nạn nhân buôn người, những người mà có thể nhận thấy mình bị tách biệt khỏi tất cả mọi thứ họ biết, bị giam hãm trong tình trạng lao động cưỡng bức, bị buộc làm đầy tớ trong nhà và mại dâm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 2 tháng 7, 2013. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên Iowa Asia Satellite phát sóng lúc 7 giờ sáng Việt Nam, được chiếu lại lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Phần tin tức thời sự lúc 7 giờ sáng được tiếp nối bằng chương trình dạy tiếng Anh. Tin tức và các chương trình radio, video của đài VOA có trên trang nhà voatiengviet.com, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Trà My hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.